đầu video mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, đó là chùa Bà Châu Đốc Ba, nằm ở một cù lao quanh quận 9. Hướng đi qua chùa Đà Châu Đốc, mình đi từ đường Nguyễn Xiển đi thẳng vô khoảng chừng 3 cây số, nằm bên tay trái có ngã ba đường vô trong cái chùa Hội Sơn luôn. Chạy thẳng vô chùa Hội Sơn thì sẽ có bãi giữ xe, mình đi đò qua bên chùa Bà Châu Đốc. Hiện giờ mình đang có mặt tại chùa Bà. Đây là mình đang xuống mua vé đi qua đò qua chùa nha cô chú anh chị. Ở ngoài ngã ba mình đi thẳng vô, đi ngang qua chùa Hội Sơn rồi mình đi thẳng xuống đò. Mình đang đi lại mua vé. Ở đây bán cá rất nhiều. Đi về là bao nhiêu anh? Cho mấy người mua đi về. 12 giờ chuyến về, 1 giờ chuyến. Mình đang đi xuống đò. Gì vậy? Dạ. YouTube tên gì vậy? Dạ, Phan Quang Quay Lóc. Hả? Phan Quang Quay Lóc. Dạ. Em đi lên về là 4K. Nhớ các bạn, và thời gian thì từ buổi sáng cho đến buổi chiều. Đi về lúc nào cũng tự chân ấy, nhưng mà nhớ về sớm không là chuyến đoàn cái gì hoạt động, và lúc đó ở bên khu vực cũng tại luôn á. Nhớ nha. Rồi bây giờ tàu đó bắt đầu chạy qua bên chùa Châu Đốc Ba. Mọi người phải mặc áo phao nha các bạn, cô chú. Bây giờ ở trên tàu vừa ra giữa sông Đồng Nai rất là mát. Tàu chạy ngang những cái xà lan chở container rất là lớn nha.
rửa xong luôn con chú như vậy. Xong rất là lớn trong vòng hai. Tàu mình mới vừa cập bến, có cái tàu kế bên đang chuẩn bị ra. Tàu mình mới vừa cập bến. Đường đi vào trong chùa rất là nhiều người bán đồ nha con chú anh chị. Giờ Nguyễn Thị Lộc phụ nữ đầy xi măng dồn vô trong chùa rất là nhiều buôn bán. Hôm nay có nhiều quán cà phê, nhiều cái võng để cho khách nằm nghỉ. Xi măng ở đây là phụ với thầy để tạ thực phần. Nhà chùa của chúng ta đang tạ thực phần. Cần sự cúng chùa xi măng cho công trình tạ thực phần. Nên chúng ta mới bị Phật tử. Đây là mình đang đi vào trong chùa nha cô chú anh chị. Đây là ngay chỗ chánh điện chùa Bà, thờ chùa Bà. Phật địa mẫu. Ở đây mình có lắc xăm. Yeah.
Đây là cầu hang đến quanh chánh điện nha cô chú anh chị. Chính giữa chánh điện của chùa là có đặt Phật, tượng Phật Kinh Lạc. Vô dân chính điện của chùa được làm bằng gỗ lập ngói da cá. Ở trên này rất là mát. Đây là gian chính của chùa được làm bằng gỗ hết luôn. Đặc trưng là cái màu là màu nâu, đen nâu. Đây là hình ông Quang Vũ, hay còn gọi là ông Quang Công, là anh em với lại Lưu Bị và Trương Phi.
những cây cột có những chữ nho. Con chú anh chị. Ở trên cái chuông đồng này có nhiều người ghi tên dán vô đây. Cây này là cây để đánh chuông rất là lớn. Quay từ trên chánh điện nhìn xuống phía dưới chùa nha các cô chú anh chị. Đây là hình Phật Di Lặc rất lớn bằng gỗ. Đây là tượng Hòa Thượng Thích Nhật Phát. Ở sau bức tượng là có hai chiếc xe 4 chỗ lâu đời. Nghĩ chắc hai xe này hồi xưa là Hòa Thượng đi. Biển số 85Y0193 còn biển số luôn, 52M0396 và có cả xe bò. Này là một cái tháp để thờ Hòa Thượng nè. Tháp này được 3 tầng. Chùa có thờ cái điện của vua Hùng luôn nha cô chú anh chị.
đây hình tượng Phật Di Lặc đang nằm, có mấy tiểu đồng đang ôm tượng Phật Di Lặc. Đây là chùa đãi cơm trưa ông bà con chú. Cơm trưa có đãi cơm cho ai. Theo như hình ảnh tượng Bác Hồ là biểu điện hạ bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Nguyên Dung Châu Đốc. Bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra đò, chuẩn bị đi về. Bây giờ mình đang trên đò đi về. Đang ở phía sau đò. Đò này có vẻ nó chạy nhanh hơn đò lúc sáng mình đi. Chào công chúa anh chị và các bạn, hẹn gặp lại video sau.